like a Hellcat. Rồi hello cả nhà nha, hôm nay tôi đi vào cả nhà ơi. Thì anh nay đây vô cái chỗ cũ này cả nhà. Thì mình bắt ở đằng đó con cổ nữa cả nhà. Cách cũng cả 20 ngày rồi đó. Nó hiện giờ mình vô mình sẽ test lại cho cả nhà xem nha. Thôi mình vô đây thì mình gặp thêm tổ nữa nè. Đây đây cả nhà. Nó cùng mặt ú quá trời nè. Đây này, nó cùng mặt nu luôn. Bây giờ cho thằng này lên bắt nha cả nhà. Mình bắt ổ đẳng quay cho cả nhà xem nha. Ổ đẳng hung dữ á. Ổ này thì chưa biết nha cả nhà. Ổ này nó mới về nè. Cây cũng được, cũng khá là dễ leo. Bây giờ tạm dừng, mình mặc đồ rồi mình lên bắt cho cả nhà xem nha. Rồi cả nhà, đây cái tổ ong của họ mình bắt 20 ngày này cả nhà. Đây nè, một hơi khó thấy xíu cả nhà, ông cảm ơn. Đây đây đây, nói ngày đầu ông cảm thấy nè. Ổ này là dân chơi khó thấy nên mới còn nha cả nhà. Rất liêm luôn. Không, chỗ này có vô người ta vô nó kiếm hoài mà chắc không thấy nha cả nhà. Thôi giờ mình tạm dừng nha. Đồ đồ đàng hoàng lên bắt cho cả nhà xem. Rồi cả nhà, mình xong rồi cả nhà. Mình lên nè. Thằng kia đó là đang nó bắt rồi. Mình lên quay cho cả nhà xem nha. Tổ này là rồi nó vớt mình dữ lắm nha. Tổ này nó rất là hung dữ luôn. Đây đóng cái kèo nhỏ nha nha. Mình leo lên cái nó rộng á. Khói cả nhà. Cháy với cả nhà, không cháy nào lên không được đâu. Đó. Lên quẹt cho cả nhà xem nha. Trước mình bắt đựng lớp máy á, mình không có được. Nha. Cắt ong rồi nè. Đó. Được, bắt nha nha. Cái khói này nó cháy con chút kìa. Đốt ra cháy hết luôn. Được nha nha. Ông giữ rồi mà đeo bó tay đó nha. Không biết được chứ, giữ đằng này nó có giữ không? Sao lại hì khô trời? Con là mặt trong gì trời? Mặt trong gì trời? Trời ơi, ông ong này quá sâu rồi. Quá quýnh. Quýnh nữa. Chỉ tàn hết mặt rồi. Tàn luôn cả nhà ơi. Cho đi luôn nha cả nhà ơi. Con này ăn đâm đâm tàn hết mặt rồi. Dạ. Trời ơi. Quýnh cả nhà. Tâm tàn luôn rồi. Tâm hết tàn rồi. Làm mấy vít nữa nè.
Ừ, có xíu mặt thấy luôn. Con gì vậy? Ra đi, ra đi, ra đi. Quá trời sáng này. Ồ, mình cho nó đi luôn nha nè. Không cho nó ở đâu. Sâu nè, bởi vì nó ở mông này nó không làm mạch nè. Bỏ luôn đi. Cho đi luôn nha. Mối có về thì nó về. Nhầm chim nó cũng đậu rồi luôn. Mà hết ổ luôn, khủng quá. Cũng được à, hết ổ luôn. Ủa trường có mặt không? Em chắc ít hơn rồi, để đâm tàn. Có mặt gì như thế này. Nhiều không? Đâu, cục đá vậy? Tao chỉ tạng quá ha nhé. Ngon chưa đẻ nữa. Chưa có mấy gì nữa. Trong này cả nhà. Cái này ổn đây. Đây. Nó bắt được cục này cả nhà. Mở ra. Này dùng nửa lít nha. Mặt quá ngon luôn. Còn ổ mình thì chỉ tạng hết trơn rồi nè. Đó. Nở hết con. Nở hết con đi. Chỉ tạng hết trơn luôn. Bây giờ mình đi tiếp với cả nhà, nào có thì quay cho cả nhà xem nữa nè.